Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn kết nối doanh nghiệp và ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2018. Cơ hội để các ý tưởng khởi nghiệp trở thành thực tế. Tìm giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông tại Đà Lạt. Cùng gặp gỡ người cựu chiến binh sản xuất giỏi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Độc đáo sản phẩm rèn truyền thống. Năm 2018 có thể là năm nóng thứ tư trong lịch sử. Thay đổi tư duy để thoát nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 30 tháng 11, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng. Sau gần 8 năm đi vào vận hành sản xuất, công ty Nhôm Lâm Đồng đã không ngừng đổi mới công nghệ, đưa dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định. Trong 10 tháng đầu năm 2018, công ty đã sản xuất được 559.000 tấn alumin quy đổi và phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ đạt 670.000 tấn alumin, vượt 3% công suất thiết kế. Chất lượng sản phẩm alumin loại 1 đã không ngừng tăng lên. Công tác bảo vệ môi trường luôn được công ty quan tâm. Hàng năm, công ty nộp ngân sách địa phương gần 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, công tác từ thiện nhân đạo tại địa phương cũng được công ty chú trọng thực hiện. Hiện công ty Nhôm Lâm Đồng đang tạo công ăn việc làm ổn định cho 1.559 lao động, với mức thu nhập bình quân là 9,3 triệu đồng một người một tháng. Đảng bộ công ty hiện có hơn 280 đảng viên sinh hoạt trong 16 chi bộ trực thuộc. Trong 3 năm liền, đảng bộ công ty luôn đạt trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh đánh giá cao những kết quả mà công ty Nhôm Lâm Đồng đã đạt được, đặc biệt là kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, mong muốn công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn nguyên, bảo vệ môi trường xung quanh khu vực dự án, chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Chiều nay tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp và ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2018. Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh và đông đảo học sinh sinh viên của các trường đại học cao đẳng trong tỉnh. Những năm gần đây, khởi nghiệp đã trở thành một phong trào phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Và tỉnh Lâm Đồng cũng vinh dự được chính phủ giao nhiệm vụ phải trở thành một trong những địa phương đi đầu trong khởi nghiệp và hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Chính vì vậy, năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, bao gồm việc thành lập các tổ khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và hội đồng xét duyệt các ý tưởng khởi nghiệp. Đề án này ra đời đã có tác động và tạo sự chuyển biến đáng kể đến các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn. Qua một năm triển khai đã có gần 300 ý tưởng khởi nghiệp của các học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia và có trên 30 ý tưởng đạt các giải thưởng trong và ngoài tỉnh. Điều này cho thấy các đoàn viên thanh niên, phụ nữ trên địa bàn có khát vọng vươn lên để thành đạt và có nhiều ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Trong diễn đàn kết nối doanh nghiệp và ý tưởng khởi nghiệp năm nay, đã có 17 ý tưởng khởi nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận hỗ trợ. Đây là bước thành công kế tiếp của phong trào khởi nghiệp của địa phương. Phát biểu tại diễn đàn này, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chúc mừng các đoàn viên thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp năm nay và đồng thời động viên các bạn đoàn viên thanh niên khác tiếp tục nỗ lực sáng tạo để vươn lên khẳng định mình và đóng góp cho xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp ngành, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và khuyến khích phong trào khởi nghiệp tại địa phương. Tại diễn đàn này, tôi đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp trên tinh thần thế hệ doanh nhân đi trước, hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành, dìu dắt thế hệ doanh nhân theo sau để góp phần đưa các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp có tiềm năng của những nhà khởi nghiệp trẻ có điều kiện thuận lợi sớm hơn trở thành hiện thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng một đất nước thịnh vượng. Đến với diễn đàn khởi nghiệp năm nay, đa phần là các bạn đoàn viên thanh niên trẻ ở nhiều địa phương. Mỗi ý tưởng đều dựa trên những thế mạnh và đặc thù của từng vùng đất như dự án khởi nghiệp heo đen cơ ho truyền thống từ cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Chi Linh, dự án hồng sấy dẻo công nghệ Nhật và dứa cà gian sấy dẻo ở Đơn Dương.
hay mô hình làng nghề tạo xoắn tại Đức Trọng và nhiều dự án thú vị có tính thực tế cao tại các địa phương. Tại diễn đàn, ngoài việc trình bày ý tưởng của mình đến với các doanh nghiệp, các sở ngành liên quan về cách thức triển khai, phương án mở rộng, đưa ý tưởng vào ứng dụng thực tế, thì các bạn đoàn viên cũng rút ra nhiều kinh nghiệm trong quá trình đối thoại với các đại biểu là những doanh nghiệp, nhà hoạch định có nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Nay thì một cái ý tưởng, một cái mong muốn em rất ao ước đã được tỉnh công nhận và xây dựng hỗ trợ thì em rất là vui, em rất là mừng. Và em mong muốn điều em vui để mừng thì em muốn dành đến cái dự án đó phát triển thật là tốt và mong muốn chia sẻ cho những người thanh niên, những buôn làng của em sẽ phát triển cuộc sống tốt hơn. Qua những cái câu hỏi và những bài thuyết trình và những câu hỏi của các nhà đầu tư á, thì em tự tin hơn, có nghĩa là sẽ biết được các thông tin và mình cần cái gì, mình thiếu cái gì đó, từ khi đó mình sẽ bổ sung thêm và mình học hỏi thêm từ họ nữa. Và ngoài ra thì em có thể tìm được các mối quan hệ ở đây để có thể phát triển được cái dự án của mình. Tham gia diễn đàn đối thoại lần này, không chỉ có các doanh nghiệp trong tỉnh mà còn có hơn 50 doanh nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức đối với các dự án khởi nghiệp đối với các bạn trẻ. Tôi thấy các bạn là có những cái ý tưởng sáng tạo mới và hướng về là phát triển kinh tế tại địa phương. Thì tôi cũng rất là vui là mong muốn rằng những cái ý tưởng đó thực hiện thành hiện thực. Thì chúng tôi sẽ cố gắng và cũng sẽ hứa với lại tỉnh rằng là nếu các bạn luôn luôn đồng hành không bỏ cuộc thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành dẫn dắt kết nối các bạn, không chỉ những rằng là hỗ trợ về nguồn tài chính, hỗ trợ về con người, hỗ trợ về kể cả vật chất và cái nguồn đầu ra cho các thành phố lớn và các nước thế giới. Theo quy định, các ý tưởng khởi nghiệp được công nhận sẽ được hỗ trợ 200 triệu đồng và được vay thêm 500 triệu đồng với lãi suất 0% trong vòng 2 năm. Đây là sự khích lệ rất lớn đối với những bạn trẻ trong bước đường đầu tiên khẳng định mình trên thương trường và góp phần phát triển cộng đồng. Không có một công thức cụ thể nào cho sự thành công. Nhưng theo chia sẻ của một số người đứng đầu các doanh nghiệp, thì các bạn trẻ phải đam mê với ý tưởng của mình và có quyết tâm cao. Tin mình sẽ làm được thì mới có thể chạm tới thành công. Hội thảo đề xuất giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông tại thành phố Đà Lạt nhằm tìm ra những giải pháp lâu dài để khắc phục và giảm thiểu tình trạng ùn tắc kéo dài, đáp ứng yêu cầu cơ bản về đi lại của người dân một cách thuận lợi và an toàn. Cùng gặp gỡ cựu chiến binh Lơ Mu Ha Hàng, người xứng đáng là tấm gương vượt khó vươn lên để các hội viên cựu chiến binh khác cũng như bà con nông dân tại địa phương học tập và làm theo là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Trước tình hình ùn tắc giao thông tại thành phố Đà Lạt đã bắt đầu diễn ra phức tạp, các điểm có nguy cơ ùn tắc có chiều hướng gia tăng tại các khu vực đông dân cư, các tuyến giao thông trọng điểm, các trục đường chính. Sáng nay 30 tháng 11, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo khoa học tư vấn đề xuất giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông tại thành phố Đà Lạt với sự tham gia của các sở ban ngành, các công ty xây dựng và quản lý đường bộ, vận tải đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để từ đó đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc trong đô thị Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Lâm Đồng, có dân số gần 227.000 người và là thành phố du lịch đón lượng khách du lịch trung bình mỗi năm là 4 triệu lượt người. Từ năm 2013 đến nay, tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng về số điểm, tần suất ùn tắc cục bộ, với 17 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc. Nguyên nhân do quỹ đất dành cho giao thông tại thành phố Đà Lạt còn ít. Mạng lưới giao thông trên địa bàn thành phố có đặc điểm địa hình đồi, nhiều dốc, không bố trí được theo mô hình giao thông ô bàn cờ. Hệ thống tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố chưa được lắp đặt. Bên cạnh lượng phương tiện giao thông ở Đà Lạt trên 54.000 ô tô, gần 1 triệu mô tô, một số lượng lớn phương tiện giao thông của các huyện trong tỉnh và cả nước lưu trú, hoạt động tự do, gây nhiều khó khăn trong việc quản lý và phòng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Chính vì vậy, tại hội thảo đề xuất giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông tại thành phố Đà Lạt, các đại biểu đã cùng thảo luận đề xuất ý kiến kiến nghị những giải pháp lâu dài với mục tiêu hàng đầu là nhanh chóng khắc phục và giảm thiểu tình trạng ùn tắc kéo dài, đáp ứng nhu cầu cơ bản về đi lại của người dân một cách thuận lợi và an toàn.
Tôi cho rằng là cái vấn đề là phát triển ô tô là một cái vấn đề nó sẽ xảy ra nhiều cái là ùn tắc giao thông, và cái ùn tắc giao thông chúng ta có thể giải quyết được bằng cách tức là giảm cái lượng ô tô xuống và không cho phát triển nhiều ô tô. Cái thứ nhất, cái thứ hai chúng ta phải phát triển những phương tiện khác thay thế như phương tiện giao thông công cộng, rồi thì xe đạp, lối đi bộ, vân vân. Thì đấy là một trong những cái biện pháp mà chúng tôi cho rằng là để mà giảm cái lượng ùn tắc giao thông. Chúng ta quy hoạch lại các cái khu trong nội đô của thành phố cũng như là ngoại đô thành phố để mà làm giảm thiểu các chuyến đi. Chúng ta kiểm soát quy hoạch lại các cái tuyến đường để làm sao mà cũng như là các cái giao thông nội đô để làm sao đối ngoại và đối nội, để làm sao chúng ta có thể là chẳng hạn như xây dựng những cái tuyến mà kết nối giữa cái điểm xe phía Bắc và phía Nam, các cái bến xe từ phía Bắc về Việt Nam và sân bay vào thành phố, thì chúng ta có thể trung chuyển làm giảm cái lưu lượng xe vào thành phố. Thì như vậy là sau buổi hội thảo thì ban thư ký cũng sẽ tích cực là thu nhận những cái ý kiến đóng góp của các cái bài tham luận, của cái ý kiến của các cái đại biểu để thành một cái báo cáo rồi gửi cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các ngành chức năng để nghiên cứu trong vấn đề mà ban hành các cái cơ chế chính sách, ban hành về các cái quy hoạch đô thị, cũng giống như là có các cái chính sách về tuyên truyền ý thức tham gia của người dân. Ngoài ra, các đề xuất về xây dựng hạ tầng giao thông thành phố Đà Lạt đến năm 2030 đáp ứng các mục tiêu hạn chế ùn tắc giao thông, quy hoạch và xây dựng đô thị, quy hoạch lắp đặt biển báo giao thông ở khu vực đường quốc lộ đi qua thành phố, quy hoạch sắp xếp các chợ siêu thị nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông. Công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên cũng như quy định thời gian vào học, thời gian tan trường cũng được nêu ra tại hội thảo. Những giải pháp đề xuất tại buổi hội thảo sẽ được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng tổng hợp và đề xuất với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng tìm ra những phương án tốt nhất để phòng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt trong thời gian tới. Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, năm 1987, người con của núi rừng Lang Biang, Lô Mu Ha Hang đã gia nhập quân ngũ làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Sau 2 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự giúp nước bạn Campuchia, anh đã trở về địa phương lập gia đình và sản xuất nông nghiệp. Với 2.000 mét vuông đất của bố mẹ để lại, vợ chồng anh bắt đầu canh tác cà phê. Mỗi năm vườn cà phê của gia đình chỉ có thu hoạch một vụ. Hơn thế, thời tiết lại diễn biến thất thường, do đó thu nhập từ loại cây này không đáng là bao. Với tư duy nhạy bén, tiến bộ và bản chất cần cù chịu khó của bộ đội Cụ Hồ, cùng sự ủng hộ của chính quyền địa phương, anh Lê Mu Ha Hang đã quyết định chuyển đổi mô hình từ trồng cây cà phê sang trồng cây nông nghiệp công nghệ cao. Là một hộ nông dân sản xuất giỏi, đáp ứng tất cả yêu cầu về nguồn vốn, diện tích đất và nhân lực, nên gia đình anh Ha Hang được Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Đà Sa chọn để tham gia mô hình liên kết sản xuất rau hoa theo hướng công nghệ cao trên địa bàn. Với sự hỗ trợ cây giống và hướng dẫn khoa học kỹ thuật, gia đình anh Ha Hang đã đầu tư trồng 4.000 mét vuông hoa mắt ngọc và cẩm tú cầu. Từ mô hình liên kết, gia đình anh Ha Hang đầu tư trồng thêm 2.000 mét vuông rau thương phẩm theo hướng công nghệ cao. Những thành công bước đầu để giúp gia đình anh từng bước nâng cao thu nhập và đời sống. Trước đó tên là trồng cà phê với là làm rẫy trong bắp. Sau đó là trong quá trình mình nhìn ra thì coi như cảm thấy là coi như khi lúc mà làm như thế kinh tế thì coi như là coi như thật thường. Sau đó thì coi như bản thân tôi cải cách là san ủi mặt bằng như thế này để làm rau hoa. Trong quá trình lúc bước đầu vào thì coi như cũng khó khăn, cũng bỡ ngỡ. Sau đó thì mình ráng tìm tòi học hỏi với anh em bà con. Sau đó thì coi như mình có cái kỹ thuật như thế thì coi như dần dần mình sẽ phát triển để mình cảm thấy là nhân ra để mình có kỹ thuật hơn. Chăm chỉ tự học, tự tìm tòi các kinh nghiệm trồng chăm sóc cây con sao cho hiệu quả. Bên cạnh mô hình rau hoa công nghệ cao, vợ chồng Ha Hang đã kết hợp xây dựng thêm chuồng trại, vừa nuôi heo lấy thịt, vừa tận dụng nguồn phân để bón cho cây trồng. Nhờ thế mà năng suất từ diện tích rau hoa đem lại cao, thu nhập từ nuôi heo thịt mỗi năm cũng cho vợ chồng anh thu lại thêm cả 100 triệu đồng. Đồng chí Lê Mu Ha Hang ở xã Đà Sa, huyện Lạc Dương là một cái điển hình người cựu chiến binh, người dân tộc, nhưng mà có ý chí vươn lên thoát nghèo
đồng thời nữa thì có nhiều cái chương trình kế hoạch là giúp cho bà con dân tộc để thực hiện cái áp dụng khoa học công nghệ cao vào cái sản xuất kinh tế, đem lại cái hiệu quả để bà con thoát nghèo trong cái thời gian vừa qua. Đây là một cái mô hình của Hội Cựu chiến binh người dân tộc tham gia làm kinh tế áp dụng công nghệ cao mà được Trung ương Hội cũng như Hội Cựu chiến binh tỉnh là đánh giá rất cao. Từ thành công của mô hình, anh A Hang cũng đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật và giúp đỡ Hội Cựu chiến binh và người dân địa phương phát triển sản xuất chăn nuôi, ổn định kinh tế gia đình. Cựu chiến binh Lâm Mu Ha Hang xứng đáng là tấm gương vượt khó vươn lên để các hội viên cựu chiến binh khác cũng như bà con nông dân tại địa phương học tập làm theo. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Chiều ngày 29 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2018. Các chi hội cựu chiến binh trong cụm 4 đã vận động giúp hai hội viên có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà với kinh phí 30 triệu đồng một hộ, trợ cấp 4 gia đình hội viên có người thân bị bệnh điều trị dài ngày và hội viên bị bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó, các hội viên cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do cơ quan đơn vị và các đoàn thể phát động, như phong trào trồng cây nhớ Bác, cuộc vận động tiết kiệm điện, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Ngoài ra, hội đã ký kết kế hoạch liên tịch giữa Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, phối kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt chính trị truyền thống, ôn truyền thống, nhằm góp phần giáo dục giới trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Qua đó, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh cụm thi đua số 4 đã phát huy được bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sáng nay 30 tháng 11, Thư viện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 hàng năm trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh. Kể từ năm 2014 đến nay, qua 5 lần tổ chức Ngày sách Việt Nam tại địa phương, đã tạo được không gian và môi trường văn hóa lành mạnh để nhân dân tiếp cận với văn hóa đọc. Hệ thống thư viện công cộng trong tỉnh đã triển khai Ngày sách bằng nhiều hình thức phong phú, phục vụ trên 52.000 lượt bạn đọc và luân chuyển trên 14.000 tài liệu phục vụ các cơ sở, cấp trên 10.000 thẻ thư viện miễn phí, thành lập mới 14 thư viện, 96 tủ sách, phòng đọc. Riêng Thư viện tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua đã phục vụ cho trên 13.000 lượt bạn đọc, trưng bày triển lãm trên 5.400 tài liệu và cấp trên 9.000 thẻ thư viện miễn phí cho nhân dân địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn lại 5 năm tổ chức Ngày sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn những hạn chế, như thiếu điểm mới trong các năm triển khai Ngày sách Việt Nam, chưa có nhiều sự tham gia, đóng góp nguồn kinh phí của các tổ chức cá nhân cho các hoạt động quảng bá, khuyến khích và phát triển phong trào đọc trong cộng đồng. Để khắc phục tình trạng trên, Thư viện tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đưa ra các giải pháp đồng bộ để phát triển văn hóa đọc, trong đó quan tâm đầu tư, phân bổ kinh phí, mua sắm các trang thiết bị, nguồn tài liệu, phục vụ bạn đọc, đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc, phát triển nhiều tủ sách cơ sở và tôn vinh các cá nhân, những người làm công tác thư viện, người làm công tác sưu tầm, sáng tác xuất bản để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về phong trào đọc sách, v.v. Nhằm giới thiệu cập nhật những kiến thức mới chuyên sâu về chuyên môn trong lĩnh vực hồi sức tích cực chống độc, sáng ngày 30 tháng 11, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn sử dụng máy thở cơ bản và nâng cao. 85 bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực chống độc trong và ngoài tỉnh đã được tìm hiểu về các nội dung gồm các mô thở cơ bản và ứng dụng lâm sàng, cài đặt ban đầu theo bệnh lý các bệnh thường gặp ở trẻ em, điều chỉnh thông số máy thở theo khí máu và ứng dụng chức năng thông khí volume guarantee trong các bệnh nhi sơ sinh. Trong thực tế, còn nhiều bác sĩ hồi sức cấp cứu gặp không ít khó khăn trong việc vận hành, lựa chọn mô thở, cài đặt máy do nhiều nguyên nhân như chưa được huấn luyện bài bản, chưa được thống nhất về thuật ngữ, không nắm chắc nguyên lý mục tiêu của từng bước, không hiểu hết ý nghĩa của các thông số khi cài đặt, điều chỉnh khi thực hiện những mô thở mới. Vì vậy, việc đào tạo huấn luyện trao đổi kinh nghiệm lâm sàng trong lĩnh vực thở máy là rất cần thiết để các bác sĩ có cơ hội được trang bị kiến thức bài bản về thông khí nhân tạo. Nhân ngày quốc tế người khuyết tật 3 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và tặng quà 11 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh hiểm nghèo và bị khuyết tật bẩm sinh. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Cát Tiên đã tặng 11 suất quà trị giá 1,2 triệu đồng và thăm hỏi tình hình sức khỏe của những trường hợp khuyết tật, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau. Đồng thời, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cho biết sẽ luôn đồng hành cùng các gia đình để chung sức thực hiện tốt công tác chăm lo, tạo môi trường sống tốt nhất cho người khuyết tật, giúp cho người khuyết tật hòa nhập với cuộc sống.
phần tin trong nước và quốc tế, nhiều sản phẩm sèn mang đậm nét văn hóa của từng dân tộc được các nghệ nhân sản xuất để phục vụ cho cộng đồng đã và đang dần được khôi phục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Liên tục 4 năm gần đây là những năm nóng nhất trong lịch sử do tác hại của biến đổi khí hậu. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt hơn 4,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 47,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 11 tháng của năm nay đạt hơn 12,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 53,5% tổng vốn đăng ký. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 5,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 25,6%. Các ngành còn lại đạt hơn 4,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 20,9%. Đối với hình thức góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 30,5% tổng giá trị góp vốn. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 24,4%. Các ngành còn lại đạt hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 45,1%. Bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội cho cả những lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên là chính sách mở rộng đối tượng được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội đã được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Việc mở rộng này đã góp phần mang lại lợi ích lớn đối với lực lượng lao động thời vụ, đảm bảo quyền và lợi ích của họ về bảo hiểm xã hội khi tham gia lao động, dù chỉ trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, một chính sách rất nhân văn và góp phần đảm bảo an sinh xã hội thời gian qua khi triển khai thực hiện lại gặp không ít khó khăn. Chỉ trong tháng 8 năm 2018, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã liên tục xảy ra hai vụ công nhân tụ tập đình công, hơn 600 công nhân bị nợ lương, mất việc, cuộc sống khó khăn. Nhưng không chỉ vậy, nhiều công nhân bị đơn vị sử dụng lao động lách luật, ký hợp đồng giao việc khoán hoặc cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội cho lao động hợp đồng dưới 3 tháng. Là lao động hợp đồng từ 1 đến dưới 3 tháng. Thì với các đối tượng này thì thực tế trong năm 2018 có số lượng mà tham gia thì nó không được nhiều. Thì cũng có cái nguyên nhân, cái thứ nhất á là do cái ý thức, cái trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động thì còn rất là hạn chế hoặc không chấp hành pháp luật. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được mở rộng dành cho cả lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng. Đây là chính sách mở rộng mang lại lợi ích cho hàng triệu lao động thời vụ. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn nhiều bất cập như vì tiền lương thời vụ thấp nên cố tình thỏa thuận với người lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội, đơn vị sử dụng lao động lách luật. Đặc thù của ngành may thì cái lực lượng lao động còn thường thì có sự biến động. Và chính vì vậy, đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cái chính sách mới với lại cái chính sách cũ nó cũng không có khác biệt gì mấy. Bởi vì cái vướng mắc là nó vẫn nằm ở cái chỗ mà lao động nhảy việc. Doanh nghiệp mà gặp khó khăn đối với người lao động như nhảy việc thì nó đúng là một cái vấn đề nan giải mình cần phải giải quyết. Thì là mình cũng phải là tuyên truyền để cho người ta hiểu, bởi vì căn bản là người lao động phần lớn ở Việt Nam mình là không có hiểu cái lợi ích của cái việc đóng bảo hiểm xã hội. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến giữa năm 2018, cả nước mới có gần 8.000 người lao động hợp đồng dưới 3 tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong tổng số khoảng 2 triệu lao động như vậy. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần. Tuyên truyền vận động để làm sao mà người lao động, trước hết là phải người lao động họ tự bảo vệ mình, có nghĩa là họ sẽ hiểu được cái quyền lợi đó và họ sẽ bảo vệ mình đối với chủ sử dụng lao động. Họ phải tính đến cái thói quen là nếu như anh mà không tham gia bảo hiểm xã hội thì anh không được hưởng quyền lợi. Mà nếu như anh không được hưởng quyền lợi mà việc đó anh không đóng thì tôi không ký hợp đồng với anh nữa. Với việc mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo chế độ thai sản, tai nạn, mất việc và cả hưu trí cho người lao động, dù làm ngắn hạn ở bất kỳ đơn vị nào là một chính sách đảm bảo an sinh xã hội nhân văn. Thế nhưng làm thế nào để ngăn chặn tình trạng lách luật của đơn vị sử dụng lao động và nâng cao ý thức lao động thời vụ lại là một câu chuyện rất cần các giải pháp cụ thể để thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cùng với rượu cần, sản phẩm từ nghề rèn truyền thống của các dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cũng từng bước khẳng định thương hiệu trong phục vụ đời sống. Đặc biệt, nhiều sản phẩm rèn đã trở thành đồ mỹ nghệ phục vụ du lịch. Vị trí này thu hút khá nhiều du khách mỗi khi đến với shop hàng đồ lưu niệm Làng Xanh ở số 637 đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum.
Bởi lẽ đây là khu vực được chủ shop hàng trưng bày nhiều sản phẩm của nghề rèn truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Thông qua những sản phẩm rèn truyền thống này, du khách phần nào hiểu được sự tài hoa khéo léo và kỹ năng tôi luyện thép đặc biệt của những nghệ nhân nghề rèn. Những cái sản phẩm này tôi lấy ở những cái làng xa, những cái nghệ nhân họ làm, phải đặt hàng cho họ là họ mới làm. Mà những cái sản phẩm này là rất là công phu, như là những cái đường nét hoa văn đặc trưng của cái dân tộc Sơ Đăng. Đó nên cái hàng mà tôi bán rất là chạy, du khách rất là thích. Ưu điểm của nó là sắc sảo mà sắc bén. Trong sự đổi thay và phát triển, nghề rèn truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum chịu sự tác động không nhỏ của những sản phẩm công nghiệp. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tiếp sức của tỉnh Kon Tum thông qua đề án bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống, nghề rèn từng bước được khôi phục ở cộng đồng. Theo đó, nhiều sản phẩm rèn mang đậm nét văn hóa của từng dân tộc được các nghệ nhân sản xuất để phục vụ cho cộng đồng. Những bí quyết để rèn dao rựa, tôi luyện thép đã được các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đơn cử như việc sử dụng móng chân, con mang để tôi cho sản phẩm rèn chắc, bén và bền bỉ. Cái chung con mang là do vì cho nó chắc cái thép, làm cái dao nó không bé nữa, nó rất tốt. Từ hồi xưa đến giờ vẫn dùng cái chung con mang ấy, nó chắc. Đáng phấn khởi là nhiều sản phẩm rèn đã được các nghệ nhân chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, phục vụ cho du lịch. Những con dao, cái rựa quen thuộc hàng ngày giờ đã trở thành những sản phẩm lưu niệm tinh tế, xinh xắn, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng. Đơn cử như đây, những biểu tượng của nông cụ họ làm, nhưng mà bằng những cái lưỡi này bằng thép, có thể về sử dụng được cuốc hoặc là làm vườn. Vì cái này đã rất là bền, nó gọi là thép này có thể nó đã trôi kỹ, không phải là đẹp. Sự hồi sinh và khởi sắc của nghề rèn cùng một số nghề truyền thống khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời ở Kon Tum là kết quả đáng mừng trong lộ trình khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Liên Hiệp Quốc cảnh báo nhiệt độ toàn cầu trong năm 2018 sắp chạm ngưỡng cao thứ tư trong lịch sử, đồng thời nhấn mạnh cần hành động khẩn cấp để kiểm soát tình trạng nóng lên của trái đất. Trong báo cáo công bố trước thềm Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 sắp diễn ra ở Ba Lan, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết 20 năm nóng nhất trong lịch sử đều là trong 22 năm qua và năm 2018 đang trên đà trở thành năm nóng thứ tư trong lịch sử. Điều này đồng nghĩa 4 năm gần đây gồm 2015, 2016, 2017 và 2018 cũng là 4 năm liên tiếp nóng nhất trong lịch sử. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 10 tháng đầu năm nay cao hơn gần 1 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Khẳng định xu hướng nóng lên là hiển nhiên và đang tiếp diễn, Tổ chức Khí tượng Thế giới đồng thời nhấn mạnh thế hệ hiện nay là thế hệ đầu tiên hiểu rõ về tình trạng biến đổi khí hậu và cũng là thế hệ cuối cùng có thể làm gì đó để thay đổi. Với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thủ phạm chính gây biến đổi khí hậu toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, thế giới sẽ chứng kiến mức tăng nhiệt độ từ 3 đến 5 độ C vào cuối thế kỷ này. Trong bối cảnh rác thải nhựa đang là mối quan ngại lớn với môi trường biển toàn cầu, một nhóm nghiên cứu Đại học Quốc gia Singapore mới đây đã xác định được một loại ứng dụng từ rác thải nhựa để tạo ra những chất liệu thân thiện với môi trường với giá thành rẻ và rất hữu ích. Nhóm nghiên cứu Đại học Singapore khởi đầu đã nghiền nát và cắn mỏng rác thải nhựa để tạo ra một vật liệu nhẹ, mềm và dẻo. Sau khi được xử lý bằng hóa chất và sấy lạnh, vật liệu mới có khả năng thấm hút cũng như chịu nhiệt rất cao. Chẳng hạn như chất liệu này có khả năng chịu nhiệt lên tới 620 độ C, cao gấp 7 lần so với vải cách nhiệt của quần áo bảo hộ lính cứu hỏa, trong khi lại nhẹ hơn 10 lần. Chất liệu này cũng có khả năng hút dầu gấp 7 lần và với tốc độ nhanh hơn 7 lần so với các chất thấm hút công nghiệp khác. Với khả năng hấp thụ khí CO2 từ môi trường bên ngoài cực lớn, vật liệu này cũng có thể sử dụng làm khẩu trang, rất hữu ích ở những nơi ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ước tính phí sản xuất vật liệu này chỉ khoảng 7,28 đô la Mỹ cho một tấm dài 1 mét, rộng 1 mét và dày 1 cm. Hiện nhiều công ty trên thế giới đã quan tâm tới chất liệu này để sản xuất vật dụng cách nhiệt, làm sạch dầu tràn và chống ô nhiễm. Theo một nguồn tin từ thị trường tài chính, chính phủ Nga đang sẵn sàng tiếp cận thị trường nợ quốc tế thông qua việc phát hành trái phiếu Eurobond có mệnh giá bằng đồng euro kỳ hạn 7 năm vào tháng 12 năm 2018 tới.
Theo dự kiến, Nga sẽ phát hành đợt trái phiếu Eurobond. Nga sẽ phát hành đợt trái phiếu Eurobond kể trên vào ngày 4 tháng 12 năm 2018 với lợi suất khoảng 3%. Tuy vậy, quy mô của đợt phát hành trái phiếu lần này vẫn chưa được công bố. Ngân hàng VTB Capital là tổ chức bảo lãnh duy nhất của đợt phát hành trái phiếu lần này. Nga đã chọn phát hành trái phiếu có mệnh giá bằng đồng euro trong bối cảnh hiện có những quan ngại về việc liệu Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với việc nắm giữ trái phiếu chính phủ của Nga hay không. Trước sức ép từ các biện pháp trừng phạt kinh tế tài chính của các nước phương Tây, Moscow đang nỗ lực giảm bớt lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Những người di cư đăng ký tị nạn tại Mexico sẽ được cấp giấy tờ tùy thân và sẽ có việc làm. Đây là một trong những biện pháp mới được chính phủ Mexico thúc đẩy nhằm tận dụng nguồn nhân lực từ dòng người di cư, cũng như giúp ngăn dòng người di cư khổng lồ từ Trung Mỹ tìm cách tới Mỹ. Trong ngày 28 tháng 11, đông đảo người di cư đang chờ đợi ở thành phố biên giới Tijuana đã đăng ký xin thị thực làm việc ở Mexico. Một số người di cư bày tỏ sẵn sàng ở lại Mexico làm việc thay vì liều lĩnh tới Mỹ, đối mặt với nguy cơ bị từ chối nhập cảnh ở biên giới, thậm chí là bị trục xuất về nước. Được chính phủ cấp phép làm việc sẽ là lựa chọn tốt nhất cho người di cư từ Honduras, từ Trung Mỹ như chúng tôi. Mặc dù rất muốn tới Mỹ, nhưng vào thời điểm này tôi nghĩ không ai có thể tới Mỹ. Vì thế tốt hơn hết là tìm kiếm một công việc tại Mexico. Theo giới chức Mexico, trong hơn một tuần qua, đã có khoảng 2.000 người nước ngoài tới đăng ký xin thị thực làm việc và nhiều công ty địa phương cũng ngỏ ý sẵn sàng thuê người di cư làm việc. Chính phủ Mexico khẳng định có thể đáp ứng hàng nghìn vị trí tuyển dụng cho những người di cư có tư cách pháp nhân và phần lớn trong số đó là làm việc tại các xưởng lắp ráp hay sản xuất. Phi công của chuyến bay mang số hiệu GT610 thuộc hãng hàng không Lion Air của Indonesia đã nỗ lực tìm cách điều khiển máy bay gặp lỗi cảm biến, đo tốc độ không khí và đã gửi thông báo khẩn cấp về trạm kiểm soát không lưu trước khi tai nạn xảy ra. Đây là thông tin vừa được công bố trong báo cáo sơ bộ về thảm kịch khiến toàn bộ 189 thành viên phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng hồi tháng trước được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia công bố. Báo cáo xác định rằng cơ trưởng đã báo về trạm kiểm soát không lưu rằng máy bay đã gặp vấn đề kiểm soát hành trình bay không lâu trước khi rơi xuống vùng biển phía tây Indonesia. Thông báo khẩn đã được phát đi sau khi cơ phó phàn nàn về việc gặp khó khăn trong theo dõi hướng dẫn điều khiển máy bay từ màn hình buồng lái, khi hệ thống an toàn tự động không ngừng đẩy máy bay chốc đầu xuống. Ngay trước đó, cơ phó cũng nhận thấy đồng hồ báo hiệu tốc độ ở bên trái có trục trặc kỹ thuật. Thông tin này cũng trùng khớp với thông tin công bố trước đó. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức khiến tai nạn xảy ra vẫn chưa được công bố. Nhóm điều tra cũng khuyến cáo hãng hàng không Lion Air cải thiện công tác đảm bảo an toàn chuyến bay sau vụ tai nạn thảm khốc này. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, thay đổi tư duy, nhận thức của bà con, tự mình có thể phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững, không cần phải dựa nhiều vào sự hỗ trợ của nhà nước, hướng đi đúng mà tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thay đổi tư duy trong sản xuất chính là chìa khóa để thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã dần thay đổi tư duy, tập quán canh tác, mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất. Nhiều mô hình đến nay không chỉ cho nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp họ từng bước vươn lên thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gắn bó với mảnh đất Đờ Răng, huyện Đơn Dương từ lâu, dù rất chịu thương, chịu khó, nhưng vì thiếu vốn sản xuất, cũng như chưa tìm được hướng đi phù hợp, nên trước đây gia đình ông Nguyễn Phúc vẫn thuộc diện hộ nghèo. Năm 2014, thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Nguyễn Phúc đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng để đầu tư chuồng trại, xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản. 4 năm gắn bó với mô hình chăn nuôi bò, đến nay tổng đàn bò của gia đình ông đã lên đến 40 con, cho nguồn thu nhập ổn định trên 150 triệu đồng một năm. Không, nếu mà khó khăn thì là rất nhiều khó khăn, đó. Mà mình thì là tạo từ từ từng bước một đi lên thôi, chứ không phải là nếu mà mình có vốn nhiều thì nó có khác hơn. Còn bây giờ là mình vốn ít thì mình cũng tự lên đậm thôi. Cũng như gia đình ông Phúc, nhiều năm lay hoay với cuộc sống thiếu thốn, bữa đói bữa no, khiến cho gia đình chị Hương, dân tộc Thái ở xã Đạ Rồi San, huyện Đông Rông gặp rất nhiều khó khăn.
Sau một thời gian tìm hiểu nhiều mô hình, nhận thấy nhu cầu về nguồn rau sạch ở địa phương rất lớn, chị Hương đã mạnh dạn đầu tư nhà lưới, trồng gần 3 sào rau sạch các loại để cung ứng cho các chợ trong vùng. Đất không phụ người. Hiện nay, vườn rau sạch của gia đình chị Hương mỗi tháng cho thu nhập trên 6 triệu đồng. Số tiền này cũng đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình và chăm lo cho con cái ăn học. Nói chung là làm rau thì nó nhẹ nhàng hơn, làm công việc thì đối với phụ nữ thì nó làm rau thì nó có tiền tiêu hàng ngày, với lại nó công việc thì nó phù hợp với đàn bà, nó đi làm ngoài thì công việc nó vất vả hơn á. Thì ở nhà thì làm rau vớ vẩn thì mình chăn nuôi nữa thì nó được lợi hơn. Thực tiễn cho thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. Ngoài các điều kiện khách quan như thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, bão lụt, hạn hán, sâu bệnh, ốm đau, bệnh tật xảy ra thường xuyên, thì hiện nay có một thực tế đó là một số hộ nghèo tư duy còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt, nhiều hộ thuộc diện nghèo không muốn thoát nghèo vì sợ không còn được hỗ trợ. Hoàn cảnh thì còn khó khăn lắm, cả đất đai thì ít, cà phê thì đã lấy được thu hai, không có tiền vốn và chăn nuôi đâu, muốn mua con bò lắm và không có tiền. Gia đình năm nay chủ yếu thì gia đình trồng cà phê, không có ruộng, không có gì mà năm nay thì người ta không mua mì nữa, người ta không mua mì nữa, không trồng mì nữa. Để sau này nghiên cứu lại sau này như thế nào thì mới vay sau chứ, cũng sợ không có cái gì vay, gia đình nghèo quá thì hay sợ. Rõ ràng cùng với những chính sách của đảng nhà nước, sự quan tâm hỗ trợ của địa phương, muốn thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, trước hết phải dần thay đổi tư duy, tập quán trong sản xuất của bà con. Bằng việc hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang tính thực tiễn và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con thấy và làm theo. Phải lựa chọn những cây trồng, vật nuôi, mô hình phù hợp. Những khu vực nào có điều kiện phát triển sản xuất thì nên mạnh dạn triển khai. Trước đây thì bà con sản xuất theo hình thức như là công nghiệp cấp, thì cái giá trị trong một đơn vị diện tích đấy là không nhiều, nhưng bây giờ bà con biết chuyển đổi, bắt đầu gọi là đổi mới tư duy lao động sản xuất. Và mặc dù thì mới là manh nha thôi, mới là gọi là cái hé lộ những cái đổi mới trong cái lao động sản xuất bà con, nhưng mà chúng tôi nghĩ nó là cái nền tảng để sau này bà con tiếp tục phát triển. Để mà bà con thay đổi cái nhận thức của mình trong canh tác sản xuất để nâng cao đời sống thì cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cái công tác tuyên truyền vận động. Và để làm sao mà nâng cao cái chất lượng hiệu quả kinh tế trong từng sản phẩm, trong từng cái giá trị, cái diện tích đất canh tác, và để mà áp dụng cơ giới hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thì đòi hỏi là có sự đầu tư, ngoài cái sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, của xã hội, thì công tác mà tuyên truyền vận động bà con để chuyển giao những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để làm sao thay đổi được cái nhận thức của bà con, để làm sao mà áp dụng được những cái máy móc thiết bị trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế là một vấn đề rất là quan trọng. Mạnh dạn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao, nhất là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để nhân rộng đến các hộ đồng bào dân tộc khác là một việc làm cần thiết. Điều này không chỉ giúp triển khai các mô hình đến bà con mang tính thực tiễn cao, mà quan trọng là dần thay đổi tư duy, nhận thức của bà con. Tự mình có thể phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững, không cần phải dựa nhiều vào sự hỗ trợ của nhà nước. Có như vậy, công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương mới thực sự bền vững. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.